tiếp tục cạo cái lóng vô, lóng này cực kỳ khủng luôn mọi người. Lóng này hoành chắc cũng khoảng chèm 300. Chỗ anh Thái là sử dụng những cái gỗ còng to không? Ai có thích bên nghề gỗ, muốn mua cứ liên hệ số điện thoại của anh Thái nha. Số điện thoại anh Thái mình có để lên trên video á.
Yeah.
kỳ đẹp luôn. Những chú nghĩ ra coi xong cái lóng rồi không nghĩ ra mình xin kết thúc cái clip tại đây nha. Đây là cái clip tiếp theo của mình nha, chúng ta các bạn theo mấy chú đi ra con. Trước là đang đem gỗ về nha. Thuốc cao luôn.